Làm gì thì em ship các bác nhá. Có thể hơi chậm trễ một tí nhưng mà bên em làm ăn đàng hoàng, không bao giờ loằng ngoằng một cái chuyện gì các bác. Chỉ có nếu mà chậm hàng các bác thì do phải đóng loa thì các bác thông cảm giúp em nhá. Bên em thì vẫn là nhận đặt cọc trước, đối với những đơn hàng dưới 500 thì các bác thanh toán trước 20.000 bằng thẻ Viettel. Đơn hàng trên 500 thì các bác vui lòng thanh toán giúp em 50.000 bằng thẻ Viettel, tức là các bác cào thẻ Viettel gửi mã cho em, coi như là đã thanh toán 20.000 hoặc 50.000. Đây là đơn chuẩn bị ship cho các bác nha các bác nha. Bên em làm ăn đàng hoàng chứ không bao giờ quỵt cái thẻ 20 hay 50.000 của các bác đâu. Các bác mà muốn nạp thẻ to hơn 20.000 hoặc 50.000 thì em cũng không nhận đâu. Bởi vì lãi được bao nhiêu đâu, nhận cái thẻ to hơn thì tiền điện thoại hết các bạn. Cảm ơn các bác nha.